Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái chương trình khuyến mại của cuối tháng 9 năm 2022 ở tại siêu thị điện máy của Ecomax. Bên em đang chạy chương trình giảm giá các mẫu tủ lạnh trong những ngày cuối tháng 9 này. Nên là các bác nào có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ với siêu thị BM tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội mọi người nhé. Website là ecomax.vn. Ở đây thì em đang chạy chương trình một con tủ lạnh của Aqua, các bác nhìn thấy này. Cái bảng giá rất chỉ là to ở phía bên kia, các bác nhìn thấy nhá. Đấy, hôm trước nào các bác nào đã xem được video của em thì sẽ có hai mẫu tủ của Aqua. Một con là IG525 và một con là IGW525. Có chữ W thì các bác có thêm là lấy nước bên ngoài, còn không có W là không có lấy nước bên ngoài. Hai con tủ này nó sẽ chênh nhau khoảng độ từ 1 đến 2 triệu đồng so với những ngày từ 1 đến 2 triệu đồng là ngày thông thường các bác nhá. Là ngày thông thường. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác con có lấy nước bên ngoài này, em đang bán là 19 triệu đồng. Thì đối với con không có lấy nước bên ngoài này, em đang bán giá bao nhiêu ạ? Các bác xem giúp em. Xem nó giảm được bao nhiêu tiền. Con này là thiết kế 4 cửa các bác nhá. Có thiết kế 4 cửa, bảng điều khiển ở điện tử phía bên ngoài. Model là AQR-IG525AM màu GB với dung tích tổng của nó là 516 lít. 516 lít các bác nhá. Không gian bên trong thì cực kỳ là rộng rãi rồi. Cực kỳ là thoải mái cho các bác để đồ ạ. Với khu vực kháng mùi diệt khuẩn lên đến 99,9% qua công nghệ TAPT mới nhất của Aqua các bác nhá. Đây công nghệ TAPT đây. Đấy, công nghệ này kháng mùi khử khuẩn cho các bác nhá. Ngoài ra thì mọi người sẽ có thêm là khu vực ngăn rau củ quả lớn ở đây. Hai ngăn rau củ quả lớn. Dòng này thì không có đi kèm ngăn đông mềm, do đó các bác thoải mái ngăn đổi để đồ. 1 2 3 khu vực cánh này. Bên dưới này cũng có 1 2 3 khu vực cánh này. Ok chưa ạ? Bên dưới này chúng ta có ngăn rau củ quả. À xin các bác ngăn đá. Ngăn đóng đông của chúng ta là dung tích hơn 100 lít và các bác sẽ nhìn thấy đây. Với rất nhiều khay để đồ và có khay trượt ra trượt vào rất là tiện lợi. Các bác nhìn thấy kéo ra kéo vào. Rất tiện lợi mọi người nhé. Rất tiện lợi. Và từng cái khoang này các bác sẽ chứa những cái thực phẩm khác nhau để làm sao mà cho nó không bị lấn mùi. Ví dụ như để thịt gà đây, thịt lợn đây này, để tôm đây này, để thịt cá đây này. Đấy. Và trên thì chúng ta để đá mọi người nhé. Rất chỉ là nhiều. Không gian ngăn rau cũng vậy, một bên để ngăn rau, một bên để quả mà không bị lấn mùi. Thì bên trên để những thức ăn chúng ta nấu rồi hoặc là các đồ thức ăn khác. Đấy, cánh tủ để nước, để các thứ, rất chỉ là hợp lý mọi người nhé. Dòng này thì các bác sẽ nhìn thấy là hàng của Thái Lan. Hàng Thái Lan. Và các bác được bảo hành là 24 tháng các bác nhé. 24 tháng hàng của Thái Lan. Đây model là AQR-IG525AM màu đen. Và có tổng mức năng lượng là 5 sao do Bộ Công Thương đánh giá. Hàng nhập của Japan. Xin được các bác, thương hiệu của Japan là Nhật Bản. Nhật Bản. Con này còn làm lạnh đa chiều và kháng mùi thử khuẩn thông minh. Giá với em là các bác nhìn thấy này. Dòng tủ Multidoor 4 cửa đang chạy chương trình giảm giá sốc còn 15.990.000, tức là nó rơi vào khoảng độ 16 triệu đồng. Thì nó sẽ rẻ hơn cái con phía bên ngoài này là 3 triệu đồng các bác nhá. Cái bình thường nó sẽ rẻ hơn tổ độ 1 đến 2 triệu đồng thôi. Nhưng hôm nay sẽ rẻ hơn cho các bác là 3 triệu đồng, nó chỉ thiếu mỗi một cái chức năng là lấy nước bên ngoài thôi. Để đổi một 3 triệu đồng để lấy nước bên ngoài các bác có đổi không ạ? Nếu mà các bác đổi thì các bác lấy cho em con bên ngoài thêm 3 triệu đồng. Còn không thì các bác lấy cho em con này. Giá em đang chạy chương trình giá cực sốc trong dịp mùng cuối tháng 9 này. Cuối tháng 9 này. Và số lượng thì hoàn toàn có hạn mọi người nhé. Nên là chạy chương trình chứ không phải là chạy xuyên suốt trong những thời gian thì ví dụ như khi mà các bác xem được video lần này của em ấy, nhớ đâu nó hết chương trình này rồi nó có thể lên trên 10 trên cái giá 15.990 thì các bác cũng rất chi thông cảm cho em, bởi vì cái đây là giá chương trình, chạy chương trình khuyến mại sale cuối tháng. Cuối tháng giảm giá 45% 54% cho dòng tủ Aqua. Đấy, ngoài ra thì bên em cũng có sẽ chạy chương trình rất nhiều các cái mẫu tủ lạnh khác của các thương hiệu như của Samsung, Hitachi, Panasonic, Sharp, Electrolux và rất nhiều các dòng tủ khác bên em cũng đang có chương trình. Tuy nhiên thì em cũng mỗi một video em sẽ giới thiệu cho các bác một con để các bác lựa chọn thôi nhé. Ok, các bác nào có nhu cầu mua sắm nhanh tay liên hệ với siêu thị em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, website ecomax.vn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo ạ.